Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Martini. Và hôm nay chúng ta lại đến với review xe. Một chiếc xe khá là quen thuộc với anh em. Con xe mà khi bật game lên là anh em đã thấy ngay cái đít xe đó rồi, Ferrari FXXK. Rồi, chúng ta sẽ đến ngay với những thông số của chiếc xe này. Chiếc xe này thì nằm ở đầu class S. Và cái độ khó kiếm của nó thì chắc chắn là không quá khó. Nhưng mà để mắc được con xe này thì cũng tốn cả một thời gian, cũng tương đối là dài đối với những anh em mà mới chơi, mới cày. Đầu tiên là với mức rank, khi mà mắc sao ở đây là 5 sao, 3832, thì đứng ở đầu class S, cái mức rank này thì cũng ok rồi. Nào, chúng ta sẽ đến với top speed 363, một top speed không quá cao, chắc chắn là không cao. Class S mà 363 thì chắc chắn là quá là cùi. Tăng tốc 83,9 thì tầm 84 đấy, thì là một cái chỉ số tương đối cao. Ừ, một chỉ số rất là cao. Handling 43, cái chỉ số khá là tệ, và ở trong game thì mình thấy cực kỳ tệ. Cái Nitro 72 thì không có gì phải bàn rồi. Tầm 7x thì rõ ràng là Nitro kiểu gì cũng ngon. Chúng ta vào ngay ván đấu đầu tiên, test chiếc xe này. Rồi, ván đấu đầu tiên chúng ta đến với map room. Và những chiếc xe chúng ta phải đấu với nhau ở đây toàn là class A cả, có mình class S thôi. Để xem là chiếc FXXK của chúng ta tuy đầu class S nhưng có làm được nên chuyện trong ván đấu đầu tiên được không. Đầu tiên là khả năng tăng tốc này. Đấy, các bạn thấy không, giai đoạn tăng tốc ban đầu thì FXXK không ngán một ai, ngang ngửa những chiếc class B. Ván đầu thì được roll 2 phát khá là ngon, vượt ngay lên đầu, khả năng tăng tốc cực kỳ nuột luôn. Ván thứ hai cũng vậy, cũng được roll 2 phát quá ngon. Đó là khả năng tăng tốc cực kỳ tuyệt vời của chiếc FXXK, tốc độ không quá cao. Vừa rồi là một pha drift nhẹ, cũng chưa chứng tỏ được nhiều điều. Cái Nitro thì anh em thấy đấy, chỉ số 70 tương đối là trâu và dùng khá là ổn. Nói chung là từ đầu đến giờ chiếc xe này đang thể hiện trong map này khá là tốt. Còn cái khả năng handling rồi chúng ta sẽ được test nhiều hơn. Nhưng mà chỉ số nó chỉ có 4 mấy mà thôi. Trôi mất luôn. Vừa thụt tốc lại còn vừa hơi thỉnh thoảng có gì thiên hướng ấy, trôi một chút. Chung con xe này khá là tấu hài. Xe này thì mình cực kỳ ít chạm vào, bởi vì khi mà anh em đã mắc được chiếc xe này thì chắc chắn là anh em mắc được con Icona Vulcan rồi. Cho nên là anh em còn đấy vừa dễ chơi vừa dễ trúng thưởng con này rất là nhiều. Mà con này thì kiếm cái độ dễ kiếm của nó cũng ngang với nhau. Nhưng mà con này chắc chắn là theo kinh nghiệm cày của mình ngày trước thì rõ ràng con này cày lâu hơn. Cái độ bá của nó thì cũng tương đối ổn. Nhưng mà bị khó cái đấy là hơi khó dùng, bởi vì cái handling nó khá là bóp, drift nó tốn khá là nhiều tốc. Rồi, ván đấu này thì chúng ta gặp hẳn những đối thủ xịn so với ván trước luôn. Bugatti Chiron SSC rồi Lamborghini Sian. Nào, để xem chiếc Ferrari này có thắng được chiếc Lamborghini hay không. Giai đoạn đầu tiên thì các bạn thấy được khả năng tăng tốc vượt trội của FXK khi mà chỉ số tăng tốc lên đến 84 cơ mà. Cái map này thì mình cũng nhớ được na ná đường rồi. Trời ơi, quả cua cứ phải gọi là trên cả tuyệt vời. Pha cua mà đấy, ca cả vào tường luôn. Tốc thì tụt thế thảm. Con xe mang tính gọi là biểu tượng của game thôi, chứ không thực sự gọi là quá nuột. Như cái sự hầm hố, cái sự đẹp đẽ của nó anh em ạ. Như cái tên của nó vậy. Dù tên nghe rất là kêu FXK. Cái độ đẹp của chiếc xe này thì cũng rất là đẹp. Mình phải công nhận điều đó luôn. Chiếc xe Ferrari FXK này rất là đẹp. Nhưng lại có quả handling, gọi là một trong những chiếc xe S đầu tiên của quả handling nó tuyệt vời được như thế này. Còn những con sau này thì chỉ là đi theo của chiếc FXK để tạo ra những chiếc xe mà có handling tệ thôi. Tất cả theo sau FXK hết. Rồi, ván đấu này thì drift tương đối nhiều, tụt tốc thế thảm. Cuối cùng là về hạng best luôn. Một vị trí thứ hạng có thể gọi là rất tuyệt vời, bay ngay 20 điểm. Rồi, ván đấu tiếp theo chúng ta có những cái tên rất là mạnh. Nói chung là tất cả đều mạnh em ạ, ở đây toàn là xe S mạnh hết trừ mình ra. Từ Tryon cho đến Chiron cho đến Regera thế kia. Nhưng mà map này là map Osaka, map mà những pha drift chính là những thứ chủ chốt để chiến thắng trong ván đấu này. Và nghe thấy câu đấy thôi là đã thấy chúng ta no hope ở trong ván đấu này rồi.
Đây rồi, vừa mới pha cua đầu tiên mà tí thì bị trạch ra khỏi ván anh em ạ. Và với vài giây chúng ta đã bị bỏ lại phía sau. Pha drift có thể gọi là trên cầu tuyệt vời của chiếc FBK. Một pha drift mà có thể gọi là ôm luôn cả tường. Chính vì vậy chúng ta nên ưu tiên có những pha drift thật là sớm để có thể kịp xử lý của chiếc xe này. Tiếp sắp tới lại có thêm một đoạn drift rất là nhiều. Và cơ hội của chiến thắng của chúng ta nó nằm ở đây. Thì một chiếc xe đã vượt lên, hai chiếc xe đã vượt lên. Rất tuyệt vời. Một pha drift rất nhẹ nhàng. Chỉ mới một đường vòng cua. Hai chiếc xe đã vượt lên chúng ta và đến vòng cua tiếp theo. Thì chúng ta tụt được thêm hơn 100 tốc nữa. Nhưng bù lại chúng ta có khả năng gọi là tăng tốc tuyệt vời. Cho nên sau những pha mất tốc chúng ta vẫn tăng tốc lên được. Và kết quả chung cuộc thì ở trong một ván đấu quá nhiều xe mạnh, chúng ta đã về được vị trí thứ 6. Một vị trí khá là đẹp. Nói chung là tầm thời điểm hiện tại thì FBK nó không còn nằm trong là những chiếc xe S có thể chạy được trong MP ngon lành được nữa rồi. Chiếc FBK này bây giờ thì một là chạy một sự kiện nào đấy mà nó ra, hai là chạy mấy cái sự kiện vớ vẩn thôi. Chứ còn đua MP chắc chắn là anh em sẽ thua giống hệt tôi. Và đấu tiếp theo thì cũng vậy. Nói chung là tầm này thì cũng toàn là xe S mạnh nó chạy trên Legend League cả thôi. Không còn ai chạy FBK cả. Cho nên là ván đấu này chúng ta dự là cũng sẽ về được một cái thứ hạng, nói chung là khá là số con số nó cũng không phải dạng vừa đâu. Với những pha tăng tốc đầu tiên thì chúng ta đã vượt lên khá nhanh và sau một phát giật lag thì mình đã bị bỏ lại tận vị trí thứ 5 rồi. Gọi là cái tầm top speed mà nó có 378 thôi như thế này thì nó sẽ phù hợp hơn ở thời điểm hiện tại, đó là class A. May ra mà còn đánh lại được, còn class S bây giờ như này thì chắc chắn là không thể nào mà chọi vào đua MP được, kiểu gì cũng thua. Đây drift pha vòng cua hình tròn này xuống đến tận 200 rồi. Tăng tốc lên thì một pha subway lên được đến tốc độ max luôn. Nhưng mà như vậy thì đối thủ nó về đích hết rồi. Một ván đấu nữa mình về được vị trí cuối cùng. Nói chung là một chuỗi thành tích khá là căng của FBK. Rồi, và đó là những cảm nhận của mình và những phần đánh giá của mình chiếc xe này với chuỗi thành tích khá là đáng mơ ước. Thì anh em cảm thấy chiếc xe như thế nào? Có đáng để anh em gọi là cày hì hục để mắc sớm vác vào MP hay không? Theo tôi thì chắc chắn là không rồi. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.